Câu hỏi đầu tiên đấy là thưa sư, làm sao để có được thân nam? Thì thưa quý vị đó, muốn mà có được thân nam á thì chúng ta phải hiểu là tại sao chúng ta mang thân không phải người nam. Quý vị thử nghĩ coi, một người đàn ông mà họ có những đặc tính gì mà người ta sẽ gọi họ là có cái tính đàn bà. Đấy. Thì bây giờ quý vị bỏ đi những cái tính đó thì tự nhiên sẽ thành đàn ông thôi. Đấy. Đấy như vậy, có những đặc tính của người phụ nữ mà khi quý vị bỏ đi đó thì quý vị sẽ dần trở thành một cái thì không còn là người nữ nữa thì sẽ thành người nam thôi. Thứ nhất đó là gì? Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói đó, người phụ nữ có hai điều dù đến chết họ vẫn không bao giờ thỏa mãn. Thứ nhất đó là người phụ nữ đối với vấn đề tính dục thì đến chết họ vẫn không bao giờ thỏa mãn. Thứ hai là người phụ nữ đối với vấn đề con cái thì dù đến chết họ vẫn không bao giờ thỏa mãn. Thì như vậy đó, chúng ta muốn bỏ đi bớt đi cái tính của người nữ thì chúng ta bớt mấy chuyện đó, có nghĩa là bớt tham dục, bớt cái ham muốn lại. Và một số vị xuất gia đó còn khuyên là nếu như muốn mà nó rốt ráo đó thì hãy thọ bát quan trai, có nghĩa là giữ gìn cái giới là không có hành dâm. Thì như vậy đó thì chúng ta sẽ bớt được cái chi phần này. Quý vị có thể hỏi là tại sao người nam cũng ham muốn vậy, nhưng mà xin thưa là cái đặc tính của cái sự ham muốn của người nam và người nữ, hai cái đặc tính nó khác nhau. Mà muốn biết là trong cái vấn đề này nó khác nhau như thế nào đó thì quý vị Google là ra ha. Không lẽ bây giờ bác ông sư ông ngồi đó phân tích cái vấn đề tính dục của người nam và người nữ khác nhau ở chỗ nào đấy. Và cái thứ hai đó là một người đàn ông đó, thật sự mà nói là họ không có nặng lắm cái vấn đề con cái, có nghĩa là ở một cái mức độ nào đó, đó không có con cũng không sao. Nhưng mà cái người nữ đó là do cái đặc tính của họ cho nên là cái việc mà có con gần như là cái vấn đề ám ảnh người nữ đấy. Thành ra khi mà chúng ta bỏ dần cái đó, đó là chúng ta sẽ thoát khỏi cái thân người nữ. Một điểm nữa cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói là bằng ba pháp này mà người nữ đi xuống địa ngục, mà bằng ba pháp này người nữ sanh về cõi trời. Ba pháp nào mà người nữ đi về địa ngục? Đó là người nữ buổi sáng thì chìm đắm trong cái sự bỏng sẻn, buổi trưa thì buổi chiều đó thì chìm đắm trong cái sự ganh tị, và buổi tối thì chìm đắm trong tham dục. Thì như vậy đó, chúng ta đi ngược lại với ba cái đức tính này thì chúng ta sẽ dần xa lánh cái đặc tánh người nữ, thì chúng ta sẽ dần gần hơn với đặc tánh người nam. Đấy. Bỏng sẻn ở đây đó, mà không lẽ bây giờ sư nói riết rồi có khi là sư khỏi có ai hộ độ luôn. Tại vì bây giờ cái người hộ độ cho mấy ông sư đa phần là người nữ thôi. Đấy, mà quý vị nói như thế này thì chẳng khác nào là bắt sư là phải kể hết những cái chuyện không muốn ai biết của người nữ. Thì quý vị biết đó là người phụ nữ chúng ta có cái đặc tánh là cái gì? Dè sẻn trong chi tiêu. Thì cái dè sẻn đó đó, cái dè sẻn đó đó thì nói theo một cách nào đó đó chính là nó bỏng sẻn, có nghĩa là chúng ta không có cái sự chi của chúng ta, cái chi tiêu nó không có rộng tay. Còn người đàn ông đó, cái sự chi tiêu của họ thường là họ sẽ rộng rộng rãi hơn là người nữ đấy. Thì gì đi ngược lại cái đặc tánh đó là được rồi. Đi ngược lại với đặc tánh thứ hai là đi ngược lại với sự ganh tị.
bỏ bớt đi cái tánh ganh tị đó. Xin lấy ví dụ như nếu như mà sư ngồi mà sư tiếp hôm bữa sư ngồi mà sư tiếp hai cái anh cư sĩ đó, sư ngồi sư tiếp hai anh cư sĩ, mà giả sử như bây giờ là sư chỉ có một cái chai nước à, một cái chai nước à, thì sư đem sư cho anh này, thì anh kia cũng không vấn đề gì hết. Thì bây giờ có một chai thì anh uống tôi khỏi uống, hoặc tôi uống anh không khỏi uống thì không sao. Nhưng mà phụ nữ thì không được như vậy. Nếu mà hai cô đó mà để đưa cho cô một chai, cho cô này một chai mà cô kia không có, là có khi là cô kia suy nghĩ, nó sẽ có một đống cái suy nghĩ nó nảy sinh ở trong đầu cổ đấy. Đó là cái điểm khác biệt. Hoặc là như sư nói là như là cái sự bị ngoại tình đi, người đàn ông ấy, người đàn ông có những người họ sẵn, họ thoải mái, họ sẵn sàng họ ngồi uống nước với cái người mà ngoại tình với vợ của mình, uống nước nói chuyện một cách đàng hoàng để giải quyết vấn đề. Nhưng mà hình như là người phụ nữ họ không được như vậy đấy. Thì do những cái đặc tánh đó đó, thì khi chúng ta đi ngược lại thì chúng ta sẽ bỏ dần cái đặc tánh của người nữ và chúng ta sẽ tiếp xúc gần với đặc tánh người nam. Và sẵn đây đó thì tôi cũng lưu ý một điều như thế này: người nam rất dễ bị mất thân nam nha, người nam rất dễ bị mất thân nam. Thứ nhất là người nam sẽ bị mất thân người nam mà trở về cái thân người nữ là do cái lòng tham dục nhiều. Cho nên người nam mà tham dục nhiều đó thì họ sẽ rất dễ mất cái thân người nam nha. Cái thứ hai đó, người nam mà phạm cái giới mà tà dâm đó, cái giới thứ ba đó, cái giới tà dâm, khi mà phạm cái giới tà dâm đó, là mất thân người nam, phải chuyển chuyển qua thân người nữ đấy. Rồi người nam dễ mất thân người nam khi mà họ buông những cái lời mà nó buông những cái lời mà bất xứng. Ví dụ như ngài trong kinh ấy, ngài Anuruddha, ngài rất là đẹp, và cái sắc đẹp của ngài đó đẹp ghê lắm, đẹp dữ lắm, đến mức mà chư thiên dục giới đó là còn mê, mà mấy mấy bà tiên nữ đó, mấy bà còn mê. Mà thì có một anh thanh niên ấy, khi mà thấy ngài đang tắm xong ấy, thì ảnh mới buông cái lời nói như thế này là: chà, cái tướng này mà làm phụ nữ thì đẹp biết mấy ha. Thì khi ngay khi mà ảnh nói như vậy, ảnh buông cái lời bất bất kính như vậy đó, thì ngay lập tức là ảnh mất thân người nam, ảnh chuyển sang thân người nữ đấy. Cho nên người nam thì cái thân người nam thì rất khó được, nhưng mà cũng rất là dễ mất nhé. Rồi người nữ đó thì lại phải bỏ đi một cái tánh nữa, đó là cái tánh gì? Đó là cái tánh lệ thuộc. Phụ nữ thì thường thích nương tựa một cái đối tượng nào đó đấy. Nhưng mà khi mà quý vị bỏ được cái tánh lệ thuộc này đó, có nghĩa là tập cho mình cái tánh là có thể đứng một mình làm chỗ dựa cho người khác. Nên nhớ, làm chỗ dựa cho người khác ở đây không phải là cái kiểu như là mẫu tử nha, có nghĩa là như là mình làm mẹ thì làm chỗ dựa cho con, không phải. Mà làm cái chỗ dựa, có là cái vai mình có khả năng là mang vác người khác, và bản thân mình không có cái sự nương tựa đối với người khác, có khả năng đứng một mình đấy. Đó là đặc điểm của một bậc trượng phu. Thành ra đó, khi mà quý vị tập cho bản thân cái tánh mà đứng một mình á, bỏ đi cái sự ưa thích nương tựa người khác, thì tự nhiên là quý vị dần dần sẽ mất
không còn cái thân người nữ nữa mà trở thành cái thân người nam. Quý vị nên nhớ là Bồ Tát của mình, Bồ Tát của chúng ta đấy, thuở quá khứ khi mà ngài vừa mới phát nguyện ở trong tâm thôi, phát nguyện trong tâm là thành một vị chánh đẳng chánh giác, thì ngài vẫn là người nữ nha. Khi đó ngài vẫn là cái thân mang thân người nữ và ngài là một vị công chúa đấy. Nhưng mà khi mà ngài phát nguyện thành chánh đẳng chánh giác đấy, có nghĩa là ngài bỏ dần đi cái sự lệ thuộc, và ngài từ đó trở đi là ngài trở thành một cái bậc nương tựa cho người khác, đứng độc hành, có khả năng sống một mình và có khả năng nương tựa cho chúng sanh khác. Thì khi đó dần dần thì ngài không còn cái thân tướng người nữ nữa. Thành ra khi nếu như mà quý vị có cái ghi chép đó, quý vị ghi chép lại những gạch đầu dòng này mà quý vị đi ngược lại được những cái đặc tánh này, thì quý vị sẽ dần mất đi cái thân người nữ ha.